Sao? Sao hôm nay em buồn hả? Trời, còn thở dài nữa chứ. Còn thở dài nữa. Sao vậy hả? Nằm vậy á hả? Trời ơi, nằm cái trướng thấy thoải mái quá vậy cha. Nằm thấy thoải mái ghê vậy đó. Sao vậy? Sao không đi ăn đi mà nằm gì vậy hả? Đi ăn uống đi đi mà sao nằm vậy? Suy ngẫm gì vậy hả? Tại sao hôm nay không đi ăn hả? Nằm chuyện là thoải mái, nó lim dim nữa chứ. Buồn ngủ quá hả? Rồi lấy cái mền của người ta lót lót đi lên trên làm giường vậy á hả? Em nó buồn ngủ hồi tối hôm qua ăn party buồn ngủ quá. Các bạn nằm chung luôn nè. Em buồn ngủ quá hả? Hồi tối hôm qua ăn tiệc giờ buồn ngủ quá. Tối qua em thức khuya quá mà.